Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, để mở đầu phần đọc sấm thi hôm nay là bài Vì nghiệp trần mê hay bởi ai, tâm can tỳ phế thần đau hoài. Hay vì sanh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Nam mô A Di Đà Phật. Thâm trầm hai bài thi. 29 tháng chạp. Bước tới hùng ca, bước tới hoài, đảo đời hủy bán mắt tình ai. Cố chí nhiệm màu truyền diệu pháp, bởi vì cốt nhục cũng ma hoài thai. Diệu vời xa xăm nỗi khổ hoài, cuộc đời lao khổ thấy chiều mai. Chợt ngó xuân sang xuân biết khóc, đến thời thiên đình lôi bi ai. Dục túc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu. Sự sống người đời ơi thấy khổ, miệt mài đạo đức vẻ quyền sâu. Hùng ca chuyện pháp kiếm tôi hiền, thiên địa tùng quần chẳng gì riêng. Giang định phạn thần ôi nhớ nhu, vĩnh lòng trung hiếu sách ghi biên. Ghi biên những kẻ quá lương hiền, một mực trung thành với Phật tiên. Cố tưởng ước mơ về tiên cảnh, hiếu hạnh vĩnh lòng chi ư thiên. Ư thiên trời Phật chẳng dùng tiền, tìm kiếm con lành giải nghiệp duyên. Mê muội ác hung về địa ngục, hiện lành nhắm mắt thấy non tiên. Non tiên ra sức tháo dây xiềng, dân chúng an nhàn và mới yên. Cám cảnh thương đời ôi mê muội, mong ước ngày kia giải mộng phiền. Mộng phiền muốn khỏi phải làm sao, hung dữ ác nhân chớ bước cơ vào. Dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh mau đào.
máu đào khắp nước khổ vô cùng. Nam diệt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tình cầu Phật thanh, để nước đến chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng mắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bắt bẻ Nam Mô cũng nhọc cầu. Nhọc cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu. Trẻ nhỏ ra rời xa bố mẹ, sao còn tranh đoạt mảnh mồi câu. Mồi câu danh lời chúng dân rầu, kim chỉ phải dịnh chuyển càng sâu. Vinh hoa phú quý chờ mấy bà, nho nhã thi văn nẻo nhiệm màu. Nhiệm màu hạnh đức quá thanh thao, thần tánh Phật tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tình trong trạng mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Hòa thôn hạo cảnh xứ chí tăng, tạm giấc nhân sanh khỏi ai hàng. Tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chở thời thiên đình thiết khủng cao. Kim ngọc nào trí Phật quỷ tàng, sơn đài ra sức dẹp loại mang. Thượng thọ chúc cầu an bốn biển, đặng đặng dưới trên sớm thuận hoàng. Mong bước ngày kia đặng khai hoàng, địa cầu sanh chúng được nhàn an. Bốn biển một nhà cha Phật thanh, thì là dân sự hết tàng an. Năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo, đón rước bạn xuân lệ hoa nghèo. Thượng cổ gần hồi nên sửa lối, theo nhàn Phật giáo phải như keo. Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng. Phán quan tả hữu không dùng hôi,
nên phải dạy dân bỏ dây tiền vàng bạc bởi tay khách chú làm. Phật thần tiên thanh chẳng dùng ham, dây quần dây áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo bài đêm 30. Đêm nay mới cụ hiệp hai đàn, xuân nhất lễ này tại thế gian. Mèo rồng cao thấp chơi cùng dờn, đông hạ xuân sang khắp địa hoàng. Bóng trăng vắng mặt tôi tối hoài, hai giờ hiếp mặt hai giờ hai. Một đêm mới cụ cùng nhau gặp, tức cảnh thi văn nhà một mơ bài. Một bài từ cũ mới ngày mai, tiếng pháo xa xa vẫn đốt hoài. Dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi mãi tối ngày. Một lúc lâu lâu một tiếng đùng, đúng giờ cũng rước ông bà chúng. Từ bi hai chữ ta ngồi tường, không có xu mua đốt miệng hùng. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nối bài đầu năm. Đầu năm tục lệ gọi ngày mùng, tiếng vào đốt hoài cùng thấy chung. Sớm trên sớm dưới cùng nhau đốt, khúc giữa phần ta mãi nghe hùng. Nghe hùng lỗ nhĩ cũng lùng tung, ngày một tiếp xuân mới vô cùng. Mèo lưới rộng tới bãi vớ giận, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Mộng một năm nay rõ thiệt tình, hẹn cùng non nước dần đinh ninh. Cố chi tâm lòng gìn đạo đức, mắt tình ba tanh chẳng thèm tính. Nam Hải Quan Âm lấy tình bình, cầm nhành dương liệu
rải tà tinh. Quyết lòng độ tận trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Xuân sang ảm đạm ánh dương mờ, thể quyết một lòng chẳng bỏ ngờ. Có sông có núi cùng cây cỏ, độ tận chúng sanh khỏi dài cờ. Lòng ta gặp cảnh rối tơ giò, gan ruột bội phèo một bồng to. Lo hoài lo mãi không sao xiết, tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Hẹn hò Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai. Trung ương tam cõi đều hòa mắt, ta mới thành thơi trở gót hài. Gót hài muốn trở phải làm sao, đạo đức thâm sâu hãy bước vào. Sớm chiều lo liệu rèn tâm trí, niệm tưởng Phật trời thỏa ước ao. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo bài đốt pháo xuân. Lẹt đẹt rồi đây lẹt đẹt bùng, đùng đùng lẹt đẹt nổ lùng tung. Lùng tung dân ta tung, ngào ngang cho xuân lão bắc khùng. Đói thấy xa xa một cái đèn, ngoài đường trời tối thiệt len nhen. Tiết xuân buồn bã vì ngập lúa, nên phải ăn chơi cách qua hèn. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nối bài viếng làng Mỹ Hội Đông Long Xuyên. Bài này Đức Thầy viết tại Mỹ Hội Đông ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn. Canh niên trội bước thừa nhàn, để dần đơn viên sớm ở làng Hội Đông. Về non y dạ luôn ư kỳ mong cảm ơn.
tình lễ tứ tuôn rồng lụy châu. Lời thăm mi cùng khắp đâu đâu, hướng thôn bốn nghĩ đạo lo âu mỗi diện. Tu là tu Phật khi tu tiên, tu cho rõ biết cái chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa, vào cũng như đào hành sắc màu chưa thanh. Sớm chiều phối sạch đi lời danh, tầm nơi chánh giác kỳ cõi thanh đặng về. Hỡi ôi thấy chung mi bơ cơ mê, đạo màu siêu vì cơ tập đề làng đây. Tinh thần hiệp gian ngút kỳ mây, vẹt cho rõ mặt tớ thầy hải quân. Lòng thương ba tánh đòi cơn, dầu hoài mùa hoang chắc hờn mắt ai. Chuông linh dục đi thúc kỳ bên tai, chúc cầu thanh trì thời lai sớm làng. Hiệp chung một vi cuộc chia lan, rồng đà lối bóng đá vàng biết nhau. Lọc kỳ lừa hiếu đăng vàng thao, đem thần nghi mùa lấy mận đào thiên nhiên. Chuyên lành rõ đưa cái khung điên, chẳng qua kiếp trước thiền duyên hữu phần. Làm sao khỏi chốn mê tân, đạo nguyên vạn lượng tỏa phân kính sùng. Thanh nhân ghi sách tri trung dung, hiền nhân nghi thức kỳ tình biết dùng người ngay. Hội thanh hiệp mặt vui, vậy gắn công ni cô chí lòng này chẳng phai. Vinh qua giường thể cúc kỳ mai, cuối mùa tàn rồi lâu dài đằng đâu. Thích Ca đạo vị quyền nghĩa sâu, rạch tim xem được ký một bầu linh quang.
mãn còn tư lư tình tan, thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Quá công chi thiên cầm cân, công mỹ bình thường phả cư dân nào tường. Sum dày chiếc nhàn sắm thương, nhỏ văn cảm kính hiền lương ý của người. Sẽ xua nói cười cười, cao sâu lý diệu vạn mười khó muôn. Trần gian thiếu trái chia chua, bây giờ trái ngọt không muốn nghĩ bởi mình. Tới đây càng lẽ phân nghĩ mình, quyết đem như chân lý đắng dình Phật giáo. Tại sao trí xuyến nghi nôm nang, mặc cứ tình chê ghét phận ta nghĩ ta tường. Thoáng qua mùi chiều phố trương, kêu dân mau tình ở trong trường mộng ni xuân. Kêu sơn đau cật liền lưng, thấy trong ba tánh ni nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng vì khai hoa, lo là lo việc ngốc thư sò trải qua. Tịnh tâm mượn lấy thì can, giác dần hướng thiền chánh tàng phân nghi minh. Rèn lòng giữ vàng sắc ký đinh, đừng phải đừng lỡ ký thân mình thánh thơi. Biển trần lao lý diệu vơi, khổ tâm chắc khi lời chiều mới vội rồi. Nhìn xem tâm nào ơi, bồi hồi sợ nhi đã lầu phai mồi vinh vang. Chừng nào kim mi phun mi hòa loan, đồng tay vô lự mới an sự đời. Thừa vương sắc y lệnh của trời, cùng ông Phật tổ giáo đời khuyên dân. Bấy lâu chành cám mi ô ngân, bây giờ hiệp mặt chi phân trần xa gió. Dập mi dồi gió kế bi mưa đơn, đau thương gì bởi nghĩa ơn chẳng tròn.
bài ra tiên lia héo tròn, dấu trong tim móc ghi lòng son chẳng đành. Trải qua một khi lúc sỏi sành, chung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Hoàng cầu trái đất chuyển xây, gớm ghề cho chúng phơi tay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó muôn. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân nghĩ tạo hóa nghĩ một bầu, kẻ thanh người trước mới hầu khác nhau. Thân này xa quãng nghi cần lao, miễn cho ba tánh được mau nghĩ an nhàn. Ngủ niên viễn lờ cơ hàng, đến chừng quy phục hơn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật kia cõi tiên, tòng mai liễu trúc kỳ hữu duyên khoe màu. Ngũ vân năm sắc kỳ năm màu, kìa quý nọ phụng lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chuyển luân, kiến tiên nghi lộ vẻ vui mừng cha nghi con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiếp mắt hết còn thở than. Các nơi liệt quốc kỳ chư bang, chúc cầu bình trị trướng loan sum dày. Bây giờ làm gì khi tà tay, ngày sau bị khốn ní tội dài điều ní ngoan. Biết khôn mi tìm kiếm mi ma ha, một câu lục tự nghĩ nhà nhà bình an. Xa xuôi đường xa dầm tràn, khó bề lui tới ngỡ rồi nhàn lao lung. Lo bề cúc dục y cội thung, nghe lời thầy dạy việc chung của đời. Bút kỳ nghiêng tạm gác đời thời,
chúc cho nghi ba tánh xét đời biết ta. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo bài Kiến Làng Phú An Châu Đốc. Lưng chân một bước làng làng diễn thầm mi khắp chốn luận bàn quyền cơ. Người đời lòng những ước mơ, một câu đạo hành lời ngờ chuyện xa. Đêm khuya còn vắng tiếng gà, bút nghiêng tạm lấy tờ hoa tố trần. Ô kim vàng ấy ngàn cân, dưỡng vàng muốn đổi lập thân cho tròn. Trăm năm ghi tả kỳ miễu son, trung quân ái quốc hải còn danh biên. Mặt tình tiếng nó lời kia, chẳng màng thế sự đặc biệt nhiều lời. Gặm ra chuyện nghi lạ ở đời, kẻ ngu người trí nhiều lời phân vân. Xưa kia bảo ngược nhà tầng, đem lòng hùng mi ác giết lần dân nhu. Ước mong răng đặng quá cù, đồng tâm hiệp trí chứ tu giấc diệu. Lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Hưng vong suy thành xưa nay, cuộc đời vai trả trả chai đổi dời. Mấy ai trăm tuổi ở đời, được như bành tổ mà rời lời danh. Quyết lòng tầm kiên cõi thanh, lánh nơi trần tục khi học hành đường tiên. Trả cho rồi nở tiền kiên, đến ngày hiệp mặt kiên tiên vui dày. Làm sao rõ mặt tớ thầy, tới chừng trăng nghĩ rồi đài mây mới tường. Bây giờ nắng ách đi con dương, cha làm con chịu nhiều đường gai chân. Nhiều người kinh
sự lão thân mà không sửa tánh, bởi lòng còn mê kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Nợ trần con sớm liều toan, nghĩa ơn trọn vẹn mới an tâm lòng. Thuyền từ kêu gọi ngóng mi trong, trong mi cho dân chúng bớt lòng tham mi ô. Chừng nào thấy được cái cơ đồ, nhân vô biến lự gia vô ni nhân đình. Đến đây thấy cảnh sanh tình, lòng xóm đòi đoạn nghi công trình giải khuyên. Cứ lo chê ngao cùng riêng, ngày sau chịu mai chứ quyền chứ đau. Ngót bụi lời đau thanh thao, đời còn mê muội chừng nào mới thôi. Vinh hoa một khi bán làm mồi, để cho kẻ giải diệt tội chất lên. Muốn mình lên đặng bực trên, hãy lo rèn đúc mới nên thánh hiền. Giống lành xưa cũng mi rồng tiên, mà nay hung mắt kỳ đạo điên khắp cùng. Mặt tư tình nghe phải thì dùng, chớ đừng bí bạc cái khùng làm chi. Buồn đời gác bút nghĩ suy, suy cho càng lẽ sầu bi quá chừng. Cầu ngà kiến dân tôi thầm đang, thiện duyên tác phước ơi như hàng. Phô trương vạn lượng tam hài tuế, hội thinh na thời kiến thành hoa. Diện lự ô hô chí lão bành, nhân thì sanh dường khí tồn thanh. Hải quy thế giới nam hòa dòng, nguyện giữ như hàng dùng thức canh. Kiên phụng triều dương diện khứ đình, bãi hồi phong nhã
lát trầm thính. Duyên do phước thọ lai duy hiền, thủ đảnh thư hùng thúc sử kinh. Quang minh diện mục khả hồ sơ, nhất diệu phù vân phu ơi cơ. Quân tử thánh nhân hạ đại lượng, liên hồng giảng thư cảnh ở thiên thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo cho thầy Ba Thận ở làng Phú Lâm, tỉnh Châu Đốc. Đêm vắng màn sao cảm hoa dài, vắng nhu lão trường tiên bi ai. Tầm nơi lý câu quyền diệu, thương thảm cho đời thượng huệ mai. Đối tượng lòng ông quá đội hiền, dẫm tràng tới viên mượn ngồi nghiêng. Tỏa tình yêu quý người lương thiện, trong đời ngày kia khỏi xích xiềng. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nối bài giọng khà. Lập chí giác dân đến giọng khàn, cảm tình bốn đạo ngắt lời khàn. Tạm ngưng lý lẽ trong đôi bừa, xin chớ bỏ qua rất muộn màng. Muộn màng chân lý khó bằng an, thế thái trần mê giải mộng tràn. Hỡi giống tiếng rồng mau mờ mắt, kiếm tìm đạo lý lanh hầm lan. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nối bài muốn rõ đạo màu. Đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tu ra đời lại góp thâu. Chuông mỏ sáng kinh bèn cải sửa, xã phương truyền lưu lắp đạo màu. Niệm chữ A-di dẹp lòng sầu, ráng kỳ kính kệ hoặc ở mau lâu. Cũng có ngày kia ta dài thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Tây phương cực lạc Phật hằng hàng, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa. Trong cõi trần mê còn mong đợi, thấy Phật trì tâm đến năm gàng. Nam mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo, bài Bát Nhẫn. Nhẫn năng sự thế tỷ nhân hiền, nhẫn giải kỳ tâm thần thủ thiên. Nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Nhẫn tâm nhất nhất thường an lạc, nhẫn tánh thiên niên ác bảo truyền. Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú với vĩnh miên miên. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo bài Chiến Non Ông Két. Non tiên gió mát tỏi lòng thái, tức cảnh thi dân giả một mở bài. Cô tưởng ước mơ về nhược thủy, ngắt gì không canh lấy gì bay. Giác xa phàm phố, giếng non đoài, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Chư sơn bảy núi đều quy tụ, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt mày. Nhìn xem cây lá gió lung lay, sáng lại lui chân trở gót hai. Vậy hỡi chư thần mau đôi gót, theo thầy dắt chung khỏi nồng mờ cay. Lậu đài núi cấm lộ nai mai, thức tình chúng sanh mới tỏ bài. Khuyên dạy dân tình mình đạo đức, tu hành được thầy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Để nói tiếp bài Tặng Thi Sĩ Việt Châu. Thi sĩ Việt Châu tức là ông Nguyễn Xuân Thiếp, mà hầu hết anh em tín đồ đều nghe danh là Văn Sĩ Kim Thi Sĩ. Ông Việt Châu có viết một tập thơ xuất sắc nhan đề Long Ngỗng Gieo Tình, để kể lại đoạn tình duyên của Trọng Thủy và Mỹ Châu. Trong khi cùng ngồi xe với Đức Thầy trên đường về Sài Gòn, ông có trao cho Đức Thầy xem tập thơ ấy. Đức Thầy liền ngâm câu thơ dưới đây để phê bình gián tiếp án văn kiệt tác của ông Việt Châu.
Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mê chi thằng chợt nở để sầu cho cha. Liền đó đức thầy bảo ông Diệp Châu thử làm thi tả cảnh ngồi trên xe trên đường về Sài Gòn. Thấy ông Diệt Châu nặng óc mãi mà không ra thơ, đức thầy liền ứng khẩu đọc bài dưới đây. Xe về chở theo chàng thế sĩ, bảo làm thế mãi nghỉ không ra. Vậy mà giữa chốn phồn hoa gian danh thế sĩ hiểu là việc ở châu quen thôi viết thơ sầu thơ cảm không dịu dân hắc ám qua chuông ngắm nga dòng quá u buồn làm cho độc giả quay cuồng mê ly. Theo dõi gốc từ bi mấy bữa phạm tâm kia đã rửa hay chăng đường cơn sống dậy đất bằng phi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm tăng sĩ quyết chùa ám bế cửa tuốt gươm giang lên ngựa sông pha đền sông nở nước thu nhà thiền môn trở gót cơ Phật đàn Nam Mô. Chừng ấy mới tỉnh vô nhất giấc bụi hồng trần rước sạch cửa không chuông linh ngân tiếng đại đồng ta bà thế giới sắc không một màu Sài Gòn đến trong lầu đã trở để huệ nhau cửa mở xuống xe khuyến nông chấm dứt mùa hè. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nói
cho ông Chính Diệm, tức Nguyễn Kỳ Trân ở làng Định Yên, Long Xuyên. Đường xa ngàn dặm cù sang thăm, nghe đạo quyền di cảm kích thầm. Cô tưởng ước mơ đời thành trì, gán tầm hoài vọng điều sai xăm. Nội giống mỹ lạc hồng nai nảy nở, nam bang vui thu buổi đồng tâm. Ông ơi hãy ráng tầm chân lý, khác thể thần tiên thâm mi nhạc âm. Nhạc âm châu võ cuộc phong thần, tạo bắc chính nam ai được dân. Treo sợi xích thẳng chờ dẫn đến, cột dây ngọc đài đợi người ân. Thiên công lắc lẻo sao lâu qua, địa phủ trở triều lấp mắt trần. Tông tổ mở mang nhờ đức ca, giống dòng nó âm bớt trần thân. Đường xa dịu dời cảm tình ông, vậy mới nở nàn giống lạc hồng. Nói chí thanh hiện tìm cội cù theo gương Phật tổ thấy non sông. Hồ Thiên Ngọc ẩn chờ quý kiên, chỉ địa Kim Sơn đến cõi bồng. Hãy ráng sưu tầm cho rạch lý, một ngày hòa hiệp hết còn mong. Còn mong cho gặp hội mây rồng, sắp đến bước đường lắm nẻo chân. Quân tử tùy thời hơi xúc bước, tiểu nhân nghĩ sức mạnh phá xong. Khôn tai dân sự người cao thấp, đau đớn thân hèn kẻ tiếc công. Dạ luôn ai hoài than thở chút, lòng lo dương thế bắt cuộn ngóng. Cuộn ngóng cửa Phật quá thêm nồng, thấy chung đời này những ước mong. Trời định nhân tâm quy nhất thông, đất xoay vật dụng một nền không. Diệu thâm bát chánh lời truyền giáo, xa thẳm tứ đề tiếng dục ông.
hỡi lạc hồng mau lượng xét, để chừng phong giò hết giờ trống. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nói cho thầy xung biện ở Hòa Hảo. Quan trường nhiễu lũ sói tàn, miệng là mảnh hổi là xài lan. Vinh quang đâu có vinh quang, tâm mỹ còn ít kỳ tánh còn hại dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, cười người điên dài sao gần tiên ban. Nức cười cho đứa giò phun, đôi mù chẳng nghĩ sợ cứ mà dèm pha. Sau này sẽ biết mặt ta, tiên thần cũng chiều quý tàn cùng nhi cam. Dương trần lắm nỗi đớn đau, tu hành chẳng chịu đau màu chẳng theo. Cứ lo ngửa mặt khi cười reo, trước cười sau khóc, khóc cứ rồi lại than. Than rằng tà quỷ ác kia gian, dặn cho bà y tánh được kỳ toàn hay thiên. Mấy năm trí óc mi còn ghi, lời thầy để lại có thì sai không? Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp nối là bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 4 năm Canh Thìn. Sĩ điểm tình tiêu nhân nghi lớn lướt, thời dân hèn dùng nhược thắng can. Cầu cho bốn biển bằng an, chúc cầu lại thôi sớm làng vĩnh miên. Xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng nghĩ trung thần gàn đục khi tâm trong dình câu thủ cờ gia phong, gớm nhành lá rụng ni dung trồng giống xưa. Tơ lòng nhiễu đoạn đầy đưa, mong mi ơn Phật thanh đi bước thừa cho dân. Chúng lấy tuyết vô thần bãi bác, quyết khi một ngày
thông đạt địa thiên. Chúng sanh nghe thường lời truyền, cùng nhau thao thuận danh hiền mới thơm. Giáo chờ ngài sen đơm nhụy trổ khói bùng lầy, trong mi tổ hiển vang. Ba nhà hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trối dòng khai hoàng bốn phương. Lòng chánh cảm quê hương nghi nghèo ngặt các nước ngoài, bán ghi mắt ghi hàng lớn ơn nghĩ cha nghĩa mẹ phải đền. Một ngày hiệp mặt lập nền từ bi, những mơ ước hồi quê thượng cổ thì hết câu ấy ô dèm pha. Phương Nam ơi ràng ngọc chói loàn, lưu ly hồ phách mấy toàn đại cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần não nước kia vui tươi. Liền qua đùa nở nghĩ nụ cười, trước tôi lương đóng chào người dân tôn. Thế gian nghi thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cô quá lòng. Mắt nhìn thấy thần thông biên quá đức Di Đà, hiền cho hào quang. Việt Nam làng giống hồng bàng, không còn hung mỹ bào lăng loạn như nay. Dòm khắp chốn rồng mây chơi giỡn, dân hai lòng hết trí bỡn cùng điên. Thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung nghi tam cõi dưới miền trần ai. Bốc nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát đi cùng nghe. Kìa kìa con nghi cúc nghi gọi hè, chẳng lo nghi gieo giống đầu mè bắp khoai. Thế ta cánh bồng lai tại thế mãi chần chờ, e trễ kỳ thi.
muôn năm mi trời đình khắc kỳ, ngặt ông thất kỳ thủ ni hà bì khó toan. Ta điên thuở tam mi hoàng thượng y cổ, cùng thế thời cùng lỗ ngoài gian, ghét ghi dòng con nình độc xà, kinh khí trung nghĩa hải hàng lòng nhớ. Đường gai gốc tiếng sơn nghi vạn hải dẹp cho rồi, tướng nghi bay ở đàn đăng tử nhà như thề các đằng tùng vững nghi vừa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lửa bồng hội hiệp đồng châu thánh dương. Trụ kia bảo ác phải nhường, gió dương hữu đức đường đường trị dân. Thì đó việc phong thần trở lại, thuyền đông pha lẹo lai ở cánh trường. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cống hướng một kiếp vườn từ bi. Chớ nóng nài sân si việc, phải đợi thời vua kịp hồi quy. Sự phần những đứa vô nghị mới là quá lấp dứt tề ngọc son. Quyên ráng giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cây cao lung lăng. Yêu tinh chực nuốt đường tăng, mai nhờ đài thánh phi đằng cứu nguyên. Đôi âm tự đường đi chưa đến, nên nhớ chừng kẻ mến người kinh. Thôi thôi ta để mặc ý tình, dầu ai chế nhạo phận mình toan. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý khán giả và chư đồng đạo gần xa kính mến, kim ngôn ngọc ngữ của Đức Giáo Chủ Diễn Ngâm đến đây tạm ngừng tiếng. Đĩa thứ hai thực hiện đã xong, trân trọng giới thiệu đĩa thứ ba sẽ phát hành. Kính chúc toàn thể quý liệt vị luôn nghe theo lời dạy dỗ của Đức Thầy. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc can qua.